Chào anh em, hôm nay mình xin giới thiệu với anh em con bộ mic không có dây MT Max, màu đen là KT920. Mẫu mic này hôm nay mình sẽ test trực tiếp, mở đập hộp cho các bạn xem. Đây, bên trong là có sợi dây chống micro, đây chống nhiễu nhá, làm rất là thiết kế chắc chắn. Và xem con mic ở bên trong có gì. Rồi, cho anh em xem. Đây, sáng nhoáng luôn này, mic chống ra mồ hôi luôn, đẹp chưa? Trời ơi, này, đấy, được chưa? Bây giờ mình chống trơn chống trượt, rất là sáng bóng luôn. Đây giờ mình sẽ lắp vào. Đây, để nó có một khớp ở đây, mình lắp vào như này. Rồi, vặn ốc lên. Đây, cảm rất là chắc chắn. Hôm nay mình sẽ test trực tiếp loa kéo. Nhà bác nào có loa kéo thì chơi loa kéo, nhà bác nào có âm ly thì chơi âm ly. Đây, mình sẽ cắm trực tiếp vào đây. Rồi, bây giờ mình sẽ thử trực tiếp vào loa kéo, mình sẽ nghe xem chất âm thanh. Rồi, khuyến cáo với anh em là trước khi mình mở mic lên thì mình cho cái âm lượng mic nó về mò đó. Đây, mình cắm vào nó sẽ không bị hú nhá. Mic dây nào cũng hú hết. Rồi, alo lên này. Alo. Alo. 6 7 1 2. Tiếng mic rất tròn, mềm, dễ hát. Đứng giữa con đường mơ, anh vô tình như một nụ cười. Bây giờ mình sẽ hát thử các bạn một đoạn nhé. À, lên 6 7 1 2. Tiếng mic rất là dày đấy. Lên lên 6 7 1 2. Thử cái nhạc. Anh em nghe bài này biết bài gì không? Lên 1 2 Lên. Đứng giữa con đường mưa, anh vô tình như một nụ cười. Đứng giữa con đường mưa, anh vô tình như một vòng tay. Những kỷ niệm ngày xưa, thôi mong chờ cũng thôi hy vọng. Đã có khi tưởng như trái tim này cũng thôi mộng mơ. Nhưng rồi anh tìm thấy những kỷ niệm từ khi gặp em. Nhưng rồi anh tìm thấy những nụ cười cho anh niềm vui. Ta biết nhé những nỗi đau ơi, ta biết nhé nơi nhớ mong đời. Vì có em anh chỉ cần. Thưa quý vị các bạn này, do từ sáng giờ chưa ăn cơm là hát hơi yếu. Vừa rồi mình test thử cái mic mẫu model là gì? Là 920 anh em nhé. Thì anh em là cái mẫu mic này rất là rẻ, dưới 500.000 trên thị trường thôi. Anh em là thử tham khảo xem chất lượng, xem âm thanh như thế nào các bạn nhé. Xin chào.